Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Hôm nay Nguyễn Khánh sẽ làm một cái video Để giới thiệu đến quý vị cái dòng sản phẩm Đó là các cái thanh lam nhựa ngoài trời Và hôm nay là mình đứng ở một cái môi trường khá là Khác so với các video khác Đó là mình đứng ở ngoài trời Để giới thiệu đến toàn thể quý vị cái dòng sản phẩm này Thì trong thời gian gần đây đó Thì cái sản phẩm này rất là được nhiều người sử dụng quý vị nhé Rất là nhiều người sử dụng Và đặc biệt nó phù hợp cho những cái khu vực trang trí Vấn đề là như sân thượng sân vườn, các cái căn nhà có diện tích rộng hoặc là những cái uh, khu vực trang trí tạo điểm nhấn trong từng ngôi nhà, từng theo thiết kế và từng ý kiến trúc của mỗi căn nhà của mỗi quý vị khách hàng. thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị trước tiên về các cái thanh lam hộp. đấy, các thanh lam hộp này thì cái công dụng cái tác dụng của nó thì nó rất là đa dạng và rất là nhiều. thì nó tùy theo quý vị nhé, nó tùy theo uh, mỗi yêu cầu của chủ nhà mỗi yêu cầu hay là mỗi cái nhu cầu của các anh kiến trúc sư hay là các nhà thiết kế Đấy, rồi các cái đội thợ thì sẽ đưa ra những cái sản phẩm làm sao phù hợp để trang trí theo đúng nhu cầu của chủ đầu tư cũng như chủ nhà quý vị nhé thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào từng sản phẩm thì đây quý vị này đây là thanh lam hộp quý vị nhá. hiện tại sản phẩm này đang có là ba màu quý vị nha màu nâu rồi màu cà phê rồi màu xám thì hiện tại đang có 3 màu và cái kích thước của cái thanh này quý vị này Kích thước của thanh này là vuông 16 cm quý vị nha Vuông 16 cm và một cây như này là có chiều dài là 3 m. Quý vị nha Thì về cái sản phẩm này ứng dụng ở nơi ở những nơi nào trong công trình thì nó phải thật là tùy theo tùy theo nhu cầu. Bởi vì mình có thể là biến hóa, sáng tác, sáng chế ra các cái công dụng của nó để làm sao cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu của người sử dụng Đấy. Đối với sản phẩm này thì mình thấy đa số là người ta làm những cái cột. Cái cột này là các cái cột như là những cái nhà mà nhà trang trí ở ngoài sân vườn á thì người ta dùng làm cột rất là nhiều. Hoặc là quý vị có thể dùng các thanh lan trang trí ở ngoài sân vườn, trang trí ở cổng nói chung là rất là nhiều nơi tùy theo quý vị nhé Thì hôm nay về sản phẩm này nó hơi khó trong vấn đề thi công, đòi hỏi thợ là phải có tay nghề một chút xíu. Nên là hôm nay mình chỉ giới thiệu về sản phẩm, kích thước cũng như là À, giá cả của nó. Về sản phẩm này thì đặc biệt nó là hàng ngoài trời rồi quý vị nhé Nó là dòng sản phẩm ngoài trời. Thì cái này của nó là vuông 16 cm và dài là 3 m, một cây là dài 3 mét quý vị nhá. Đấy, một cây là dài 3 m. Đó, thì bây giờ mình lấy sản phẩm thứ hai này. Đây quý vị, đây là sản phẩm thứ hai. Sản phẩm này là vuông 15 cm quý vị nha Đấy, vuông 15 cm. Tiếp theo, đây là và trong cái trong cái thanh vuông này màu này thì nó gồm thêm hai màu nữa ví dụ như là thanh vuông 15 này nó cũng có màu này đấy thì quý vị nào có nhu cầu thì uh, hãy kết bạn zalo với mình mình sẽ gửi chi tiết tất cả các cái màu của các cái thanh để cho quý vị tham khảo và trên cái mẫu này thì cái mẫu 15 cm này nó cũng có ba màu nhưng mà mình chỉ cần một cái mẫu này để làm video cho quý vị xem thôi quý vị nhá đó đây vuông 15 quý vị nhá dài 3 mét đó, để cho quý vị nhìn rõ vuông 15 dài 3 mét chi tiết quý vị nha và tiếp tục mình sẽ lên video tiếp đây quý vị và tiếp tục đây là vuông 12 vuông 12 Đấy, vuông 12 quý vị nha thì cái sản phẩm này này cái thi công của nó thì nó nó phức tạp hơn và khi mà trong thi công là chúng ta phải gì bỏ những cái cây sắt hộp vào trong này thì tùy theo mỗi một người thợ hay là tùy theo cái điều kiện kinh tế của chủ nhà để mình bỏ cây sắt làm sao cho nó phù hợp ví dụ như cây này thì mình phải bỏ cây sắt là vuông mấy vuông 8 hoặc là có thể là dùng hai cây sắt vuông 3 hay là vuông mấy thì có nghĩa là làm sao bỏ làm sao mà nó có độ chịu lực tốt cái mục tiêu là mình tính được cái mức độ chịu lực của nó như thế nào quý vị nha đấy thì tùy theo tùy theo thợ tùy theo chủ nhà và tùy theo mỗi anh thầu giống như là mỗi um, tay nghề thi công đấy thì cái này là đang là vuông 12, quý vị này. Và hiện tại cái này cũng có 3 màu, quý vị nhé. Vuông 12cm và cũng có 3 màu. Và mình sẽ lên sản phẩm tiếp theo. Đây, quý vị. Đây là vuông 10cm, quý vị nhé. Đây là sản phẩm vuông 10cm. Và hiện tại cái này cũng có 3 màu. Rất tương đồng với tất cả những cái mẫu kia. Đều có 3 màu hết, quý vị nhé. Đấy. Đều có 3 màu. Được không? Rất chi tiết cho quý vị để quý vị xem kỹ để quý vị có thể là quyết định trong vấn đề là xem video chi tiết rồi quý vị quyết định mua hay không mua. Và quý vị cần thêm các thông tin tìm hiểu về nó. Thì về cái dòng gỗ nhựa ngoài trời này thì quý vị biết rồi đó, cấu tạo của nó là gì? 60% là bột gỗ, 30% là bột nhựa và còn lại 10% là tất cả các cái chất phụ gia quý vị nha, các cái chất phụ gia để cấu tạo nên thành phẩm. Và đây là dòng sản phẩm nhựa được ta được sử dụng theo uh, công nghệ sản xuất uh, của nước ngoài và hiện tại đây là dạng là dạng nhựa đùn quý vị nhé, Đây là dạng nhựa đùn. Đấy. Còn về công dụng của nó thì đặc biệt của nó là dành cho ngoài trời. Và tất cả những sản phẩm ở ngoài trời thì có thể trang trí được ở trong nhà quý vị nhá. Nhưng tất cả những sản phẩm trong nhà thì không trang trí được ngoài trời. Đó. Rồi quý vị nhớ cho mình nhé, Đây là kích thước cái tấm này này, cái cái thành mẫu này này nó là vuông 10 cm quý vị nhá. Vuông 10 cm. Đó. Và đây, đây là cái thanh lam cũng là thanh lam này là hình chữ nhật. Cái này thì có kích thước là ngang 8, chiều ngang là 8 và chiều rộng của nó là 16 cm và một cây dài cũng 3 m, quý vị nhá, một cây dài 3 m. Đó. Thì tất cả những cái này thì đều khi thi công đều phải có những cái thanh sắt ở trong này, quý vị nha, thanh sắt hộp hoặc là thanh sắt uh, vuông như nào đó mình bỏ vô đây để làm sao nó có mức độ chịu lực tốt. Như cái này thì phải bỏ thanh sắt hộp 48 vào đây quý nó nó có chừa cái lỗ rất là vừa để quý vị bỏ cái cây sắt làm sao cho nó hợp nhưng mà tùy theo cái vị trí mình sử dụng ví dụ như quý vị làm cột hoặc quý vị làm những cái 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 cái, cái đà chính á, thì quý vị nên bỏ những cái sắt hộp bốn tám còn cái này quý vị chỉ cần mức độ nó là trang trí thẩm mỹ thì quý vị không cần phải những cây sắt quá lớn mà quý vị có thể là dùng cây vuông 3 hoặc là vuông 6 hoặc là 63 nó rất là nhiều cái sắt để mà mình bỏ vô đây nó đều phù hợp quý vị nha đấy chứ không nhất thiết là cái lỗ này nó là bao nhiêu mình phải bỏ bao nhiêu không phải nha thì cái này quý vị nếu như quý vị sử dụng sản phẩm này quý vị nên tìm hiểu kỹ kỹ về cái cách thi công quý vị mua vật tư về cho các cái người thợ thi công chuyên nghiệp người ta thi công thì sẽ hay hơn còn nếu mà tất cả mà quý vị mà mua về tự thi công á, thì phải tìm hiểu kỹ thêm tìm hiểu thêm về cách thi công như thế nào bởi vì hiện tại đang dịch nên là bên mình không có các cái công trình đang thi công nên là mình không có làm video để hướng dẫn chi tiết cho quý vị được, mà mình sẽ làm những video để giới thiệu những sản phẩm này để cho quý vị tham khảo. Đó, thì hôm nay video cũng khá là ngắn gọn bởi vì à, lúc đầu mình tính là làm một video một sản phẩm, nhưng mà bởi vì quý vị theo, nó chỉ có một cái thanh như này mà mình làm một video thì cũng chẳng có biết là mình nói gì. thì ở dưới phần mô tả mình sẽ để chi tiết về thông số kỹ thuật của cái thanh này nó như thế nào, giá cả làm sao thì quý vị hãy vào cái phần mô tả để quý vị tham khảo thêm về tất cả những cái này quý vị nhá về giá thành hay là cái kích thước về cái màu của nó thì đấy quý vị biết rồi đấy nói hiện tại là có ba màu nhá tất cả là chúng chúng đều ba màu hết thì còn về vấn đề cái cách trang trí hay cách cách phối như nào thì quý vị hãy tìm hiểu thêm và quý vị hãy nhớ rằng là gì tất cả những cái rằng tất cả những cái mẫu này trong video này là toàn bộ là hàng ngoài trời đó quý vị biết là toàn bộ hàng ngoài trời để cho quý vị định hình được và quý vị biết được là tất cả những sản phẩm này áp dụng chỉ trong ngoài trời mà thôi còn nếu quý vị sử dụng trong nhà cũng được nhưng giá thành nó hơi cao nếu mà trong nhà thì mình sử dụng cái sản phẩm trong nhà để cho nó giảm cái giá thành đi một chút xíu còn đây là dòng ngoài trời nó có nhiều cái tác động về nắng mưa và thời tiết những cái khí hậu rất là khó thì cái sản phẩm người ta sản xuất ra nó đã có cái tính năng chịu mưa nắng rồi đó, còn ở trong nhà thì mình sử dụng cái ở trong nhà làm sao cho phù hợp quý vị nhá. Ok video ngày hôm nay mình sẽ làm tới đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video. Quý vị nhớ vào cái mục um, mô tả sản phẩm mình sẽ bỏ thêm các thông tin chi tiết về những cái sản phẩm này để quý vị tham khảo. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video rất là nhiều. Quý vị nhớ cho mình xin một nút like cũng như là vấn đề là theo dõi kênh để mình sẽ cập nhật những sản phẩm mới và những video mới quý vị nha xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp mình xin kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn bình an mạnh khỏe và luôn luôn chung tay với các cái cơ quan ban ngành nhà nước để đẩy lùi cái dịch bệnh đi quý vị nha xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo xin cảm ơn